Năm 2021, Ninh Bình tiếp tục đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề Hoa Lư Cố Đô Ngàn Năm. Đây là một sự kiện có quy mô quốc gia và tầm quốc tế. Do đó, công tác quảng bá, xúc tiến, tuyên truyền đã và đang được tỉnh đẩy mạnh nhằm giới thiệu các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên và sản phẩm du lịch Ninh Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19. Đang cần tìm điểm du lịch Ninh Bình cho bạn ở xa trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, chị Trần Thị Ngọc ở thành phố Tam Điệp đã có những thông tin cần thiết chỉ với chiếc điện thoại thông minh và gõ từ khóa du lịch Ninh Bình. Khi mà vào đây ấy, thì tất cả mọi cái thông tin cần thiết như thể là việc tìm các địa điểm này, tìm nhà hàng hay là khách sạn để nghỉ ngơi thì đều mọi thứ đều hiển thị ở trong này. Và khi mà mình muốn tìm đường để đi đến một cái địa danh nào đấy thì mình có thể kích hoạt vào bản đồ trên này, hoặc là khi mà mình muốn tìm hiểu về cái địa điểm đấy, chi tiết về địa điểm đấy nó có cái gì thú vị thì cũng có thể là truy cập vào đây để mình tìm hiểu về các cái thông tin trước khi mà mình đến cái điểm đến. Thì cái việc truy cập được những cái thông tin nó dễ dàng như vậy thì giúp cho em là khi mà mình đến được cái địa điểm đấy thì mình có trước những cái kế hoạch của mình. Thì em thấy cái trang web này là một cái rất là bổ ích cho không chỉ người du lịch Việt Nam mà còn hữu ích với những người du lịch nước ngoài. Theo công nghệ mới này thì rất tiện lợi. Thì trước là mình phải đi tiếp xúc từng nơi trực tiếp một. Nhưng đây khi ta quảng bá trên đây thì có thể trong và ngoài nước đều biết đến được những hình ảnh của Ninh Bình. Và muốn đến Ninh Bình và tìm đến những cái địa điểm tin cậy thì họ chỉ cần vào cái website này và bấm lên những cái nhà hàng nào đạt tiêu chuẩn và người ta cảm thấy uy tín thì người ta sẽ bấm vào, click vào muốn đến địa điểm và người ta sẽ được bấm vào những cái bản đồ nó chỉ dẫn đến tận nhà. Như vậy là tiện lợi và tôi thấy cần nên làm và phát triển nhiều hơn nữa những cái này. Ngành du lịch đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như tích cực tham gia các hội chợ du lịch lớn ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu những nét đặc sắc hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch Ninh Bình đến với hãng lữ hành, các cơ quan thông tấn và đông đảo du khách. Đồng thời xây dựng các ấn phẩm tờ rơi, tập gấp và tăng cường các bài viết chuyên trang và bản tin điện tử cập nhật thường xuyên các thông tin du lịch. Trung tâm cũng đã tích cực trong cái công tác mà cái chuyển đổi số bằng cái này, thực hiện đồng loạt có thể là quảng bá bằng cái hình ảnh, rồi quảng bá bằng cái file viết, rồi là đồng thời là số hóa các cái đó dưới các cái dạng là audio hoặc là dưới dạng các cái video quảng bá cái hình ảnh du lịch Ninh Bình trong và ngoài nước. Cùng với đó, công tác tuyên truyền quảng bá trực quan cũng luôn được ngành du lịch chú trọng. Đơn vị đã thiết kế lắp đặt 5 cụm pano lớn đặt tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, xây dựng 10 cụm áp phích lắp đặt ở các trục đường chính của thành phố Ninh Bình, tuyên truyền năm du lịch quốc gia 2021. Dự kiến lễ khai mạc năm du lịch quốc gia sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 20 tháng 4, thu hút khoảng 3.000 khách tham dự. Trong năm du lịch quốc gia, tại Ninh Bình sẽ diễn ra 38 sự kiện. Ngoài ra còn có hơn 100 sự kiện hưởng ứng do 27 tỉnh thành phố trong cả nước tổ chức. Đây sẽ là cơ hội để tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước, thu hút thêm nhiều du khách, góp phần đưa ngành du lịch bứt phá trở lại sau dịch COVID-19.